Xuất phát từ đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất, mỗi dân tộc trong cộng đồng 54 dân tộc của nước ta đều có những điệu múa khác nhau. Không chỉ mang đặc trưng văn hóa tộc người, các điệu múa còn mang đặc trưng văn hóa của mỗi vùng miền. Trong số đó không thể không nhắc tới những điệu múa độc đáo, đầy màu sắc của đồng bào dân tộc Mường với nào đâm đuống, múa mỡi, cổng chiêng, làm nên kho tàng các điệu múa dân gian phong phú, đáng tự hào của dân tộc. Đặc biệt, giữa miền đất Trung Du Phú Thọ, nơi được bao quanh bởi núi non trùng điệp, sơn thủy, hữu tình, những động tác múa mềm mại, tinh tế, nhưng cũng không kém phần sôi động, rộn ràng, lại càng tựa như những đóa hoa rực rỡ, làm bừng sáng nơi đất tổ trù phú, linh thiêng. Theo các tiền nhân truyền dạy lại, nghệ thuật dân vũ đặc sắc của người Mường đã có từ thuở sơ khai, từ thời đẻ đất đẻ nước tạo nên đất Mường. Giữa bao biến thiên của thời cuộc, nhịp phách, động tác trong múa Mường vẫn luôn rộn ràng, uyển chuyển, làm nên màu sắc rất riêng, vừa khoan thai mềm mại, vừa rộn ràng đầy hứng khởi trong kho tàng văn hóa độc đáo, đồ sộ của bà con. Có vai trò động viên cổ vũ tinh thần bà con trong hoạt động sinh hoạt, tăng gia sản xuất. Vũ khúc Mường mang màu sắc vui vẻ, tươi sáng, là một phần không thể thiếu trong các dịp lễ, ngày hội của đồng bào nơi đây. Mục đích là để báo công kết quả mà đạt được trong những năm qua, kết quả thành tích đạt được những năm qua. Đồng thời cũng là những cái hoạt động văn hóa để mà duy trì cái hoạt động văn hóa tinh thần cho bà con nhân dân, động viên bà con nhân dân để mà làm tốt cái nâng cao đời sống an sinh xã hội, an sinh bà con nhân dân trong đồng bào dân tộc thiểu số. Một trong những điệu múa tiêu biểu mang tính đại diện cao của múa Mường là nghệ thuật đâm đuống, hay còn được biết đến với nhiều cách gọi khác như chạm đuống, đánh đuống. Là tục lệ có nguồn gốc từ lâu đời ở các vùng có đông đồng bào dân tộc Mường sinh sống như huyện Tân Sơn. Đâm đuống là hình thức giã gạo, nhưng là giã gạo trong lễ hội và chỉ có phụ nữ biểu diễn, có tính nghệ thuật và tổ chức cao. Đâm đuống thường được người Mường tổ chức vào dịp Tết, hội mùa, cưới xin và dựng nhà. Người Mường tin rằng tiếng đuống càng vang, càng rộn ràng bao nhiêu thì năm đó sẽ mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, mọi điều may mắn sẽ đến nhiều bấy nhiêu. Nghệ thuật này còn khẳng định chiều dài lịch sử phát triển văn hóa, kinh tế, việc sinh hoạt cộng đồng của người Mường. Theo nghệ nhân dân gian Hà Thị Tiên, người suốt nhiều năm qua đã dày công, bền bỉ với công tác bảo tồn, gìn giữ những tinh hoa văn hóa dân tộc. Nghệ thuật đâm đuống có thể chia thành 4 hình thức: đuống hội, đuống trăng, đuống cơm mới và đuống hiếu. Mở đầu buổi diễn, những người chuẩn bị diễn tấu đứng quanh đuống thành hai hàng theo chiều dài của thành đuống. Mặt quay vào nhau, hai tay cầm vào giữa gậy. Người phụ nữ nhiều tuổi nhất đứng ở đầu đuống, gọi là gậy cái. Người làm cái là người đánh âm đầu tiên và quyết định nhịp phách và duy trì tiết tấu toàn bài đuống. Các thành viên trong đội gọi là gậy con, gậy cháu hưởng ứng theo. Khi diễn tấu đâm đuống sẽ có 3 động tác cơ bản là giã, đập và đánh. Giã là đâm thẳng đầu gậy vào thành đuống, đập cạnh đầu gậy vào thành đuống, đánh hai cạnh đầu gậy vào nhau. Ngày trước thì không có nhạc cụ, không có trống chiêng gì cả. Là chỉ có mỗi cái đuống là cái hiệu, nhạc hiệu cho cả làng. Chạm 3 cái chạm vào trong cái đuống đấy thì cả làng mới được giá gạo. Còn thứ hai nữa là cái giá về đuống này là hiệu lệnh cho đón con dâu mới về nhà chồng. Không có pháo, không có gì cả. Bắt đầu con dâu mới bước chân vào cửa cổng thì là bên này là giá đuống. Là con dâu về đến nhà ngồi uống nước, xơi nước đi xong bên này là hạ đuống xuống, là bắt đầu là đón được con dâu mới về. Ai tập cũng thể làm được.
cái đuống này. Nếu mà ai có tâm huyết mà tập thì là hướng dẫn cho một vài buổi là tập được. Riêng cái tục lệ mà ngày mùng 2 xuống đuống ấy, là ngày Tết ấy, là chúng tôi là người ta bảo là xuống đồng. Xuống đồng thì là không kể tuổi tác, là các tầng tầng lớp lớp là cứ hết cứ giã với nhau là đủ 5 hoặc 7 người là giã được. Tìm hiểu được biết, đuống là chiếc máng gỗ to, dài từ 3 mét trở lên, đường kính từ 40 đến 50 cm, được làm từ thân cây gỗ sâng, cây sấu hoặc cây vàng tâm khoét rỗng lõi. Gậy đuống còn gọi là chàm, được làm từ cây sến, cây táu, có độ cứng cao, dài từ 1,5 đến 2,5 mét, thẳng, giữa thân hơi thắt lại để vừa tay người cầm. Đối với người Mường, phụ nữ thường làm việc nhà và trồng trọt. Bởi vậy, đâm đuống là hình thức biến tấu của công việc giã gạo ngày xưa, nên đội đâm đuống đều là nữ. Nam giới hiếm khi tham gia. Thay vào đó, những người đàn ông trong bản sẽ phụ trách công việc vào rừng tìm gỗ, nguyên liệu chế tác, phục vụ cho hoạt động cộng đồng độc đáo này. Thì trước hết thì đi tìm vào chỗ những cây rừng già nó mát và những tìm cái những thứ cây nó mềm mà nó dẻo dai, nó ngót lại thì nó nhẹ tiếng của nó chất chành chảo và nó gọn gàng, cả cái chày nữa, chày mình đâm ấy thì cũng phải chọn nó về, mình còn phải vót nó vừa tay vừa đúng tầm để mình mới sử dụng được. Thank you.
với mong muốn gìn giữ, bảo tồn và phát triển hình thức diễn tấu đâm đuống của người Mường. Trong thời gian qua, nhiều câu lạc bộ văn nghệ dân gian nói chung và câu lạc bộ chạm đuống đã được thành lập trên địa bàn huyện Tân Sơn, luôn có sức hấp dẫn mạnh mẽ, thu hút đông đảo sự tham gia của các chị em, bà con trong và ngoài làng xã. Sau nhiều giờ chăm nom đồng áng, ruộng vườn, những người phụ nữ Tân Sơn lại cùng nhau quây quần tập luyện, để những tiếng cười giòn tan, hòa cùng từng nhịp đuống, làm nên bầu không khí rộn ràng, phấn khởi, len lỏi khắp núi rừng. Không chỉ dừng lại ở quy mô làng bản, địa phương, đầm đuống còn được đưa vào giảng dạy, trở thành những giờ sinh hoạt ngoại khóa bổ ích, thú vị với các em nhỏ cấp tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn. Bởi lẽ, hơn ai hết, những người đam mê, nặng lòng với vốn quý dân tộc, hiểu, muốn nhịp đuống vang mãi trên quê hương Tân Sơn, hình thức dân vũ đặc sắc này sẽ cần được tiếp cận sớm với thế hệ trẻ, những mầm non tương lai của miền đất Trung Du linh thiêng này. Nếu nghệ thuật đâm đuống cho mỗi người thấy được vẻ mộc mạc, rắn giỏi, tần tảo của người phụ nữ xứ Mường, thì nghệ thuật tín ngưỡng múa mỡi, hay còn được gọi là làm mỡi hay mỡi, lại là minh chứng tiêu biểu cho hệ thống văn hóa tâm linh độc đáo, chặt chẽ của bà con Mường sinh sống trên miền đất tổ. Cứ mỗi dịp xuân về, người Mường ở Tân Sơn lại tổ chức múa mỡi ở nhà thầy mo uy tín trong bản. Đây là một trong những lễ hội đặc sắc mang ý nghĩa rất lớn trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Mường, thể hiện ước mơ và khát vọng về cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc và ca ngợi tình yêu đôi lứa. Lễ hội múa mỡi thường được tổ chức vào mùa xuân đầu năm để con cháu có cơ hội dâng thỉnh các vị thần linh, tổ tiên đã che chở, phù hộ cho một năm mạnh khỏe, mưa thuận, gió hòa, bình an, no đủ. Vào mùng 2, mùng 3, đến mùng 9 Tết thì các thầy cúng, thầy mo về để múa để tổng kết một năm cũ là được sang năm mới để làm lại làm ăn tiến tới hơn để cho bà con làm cái gọi là cái gì cũng phải được. Mạnh khỏe, cứ mỗi lần dậy múa mới như này là
cảm xúc của những người già, cả người người trẻ rất vui. Người đứng ra tổ chức múa mỡi là thầy mo có uy tín trong bản. Lễ vật dâng cúng thần linh được bà con chuẩn bị chế biến từ các sản vật địa phương, gồm có mâm lễ cúng, bán cạo, có các lễ vật như một con gà, bánh chay, pèng chay, bánh chưng, pèng chưng, bánh ống, pèng ống, cơm, xôi, rau chay, một nải chuối và một chai rượu. Bắt đầu vào lễ, thầy mo mặc quần áo truyền thống, đầu quấn khăn mơi, tay cầm quạt, ngồi giữa một chiếc chiếu trải ở khu vực giữa nhà. Thầy mo thay mặt tất cả mọi người tham gia trong lễ hội, đứng trước mâm cúng khấn. Điệu múa nghi lễ này của thầy mo mang ý nghĩa là thần tiên đã nhập vào thầy để vui chơi cùng con cháu. Khi đã nhập vào, thầy mo sẽ múa điệu quay tròn lắc lư đầu. Thầy vừa múa nhập đồng, miệng vừa lẩm nhẩm điệu hát. Cái phần nghi lễ của phần múa mới là tức là nó có 2-3 loại múa, mà 2-3 loại làm cỗ để cúng ấy. Thì cái phần múa mới là trước mắt là cứ phải cúng là cúng thổ công trước, thổ công thổ địa, xong bắt đầu là mới bắt đầu là cầu trời để cho mưa thuận gió hòa. Một cái phần nghi lễ thì tức là có mâm xôi, con gà và tất cả các thứ rượu là cũng cần. Thế có đĩa trầu cau và xin khấn là tất cả là thần thổ địa là để cho thì được hoàn thành nhiệm vụ. Thank you.
đặc trưng của múa mỡi của người Mường, chủ yếu mô phỏng lại các hoạt động trong lao động sản xuất. Trồng cấy lúa nước từ khâu cày bừa, làm đất, gieo mạ, gặt lúa với mong muốn cầu cho một năm thuận lợi, mùa màng tươi tốt, thóc lúa đầy kho. Có thể nói, múa mỡi là lễ hội truyền thống mang ý nghĩa rất lớn trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc Mường. Những khát vọng và ước mơ về cuộc sống tự do, vươn tới ấm no, hạnh phúc và ca ngợi tình yêu đôi lứa đã được người Mường gửi gắm tràn đầy trong lễ hội. Rất là yêu thích cái điệu múa này và từ nhỏ, và cả cái dân của dân tộc Mường của chúng tôi thì rất là yêu quý và yêu thích cái điệu múa này. Điệu múa này rất là đẹp, ý thức với lại cái tinh thần đoàn kết với lại thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, một tinh thần đoàn kết trong nó hòa vào trong cái điệu múa này. Tôi rất là vui mừng và rất là tự hào vì được là người thế hệ sau, được kế cận lại những, tiếp thu lại những cái bản sắc văn hóa của dân tộc Mường. Cùng với đâm đuống, múa mỡi, kho tàng dân vũ đa dạng độc đáo của bà con xứ Mường còn nổi tiếng với nhiều nghệ thuật biểu diễn khác như múa cổng chiêng, múa Mường, múa trống đu, múa cờ. Dù với khúc dân vũ nào, đồng bào dân tộc Mường đều khiến bạn bè gần xa trầm trồ, nô nức bởi phong thái biểu diễn vừa tinh tế, vừa rộn ràng, được thể hiện trong không gian văn hóa nhộn nhịp, tươi vui, như thể hiện được phần nào khí chất hào sảng của đồng bào Mường nơi đây. Cùng với đó là những tâm sự chân thành, thầm kín nhất về sự hoài vọng tổ tiên, mong muốn một cuộc sống bình an, mùa màng bội thu, mưa thuận, gió hòa cũng đều được bà con bản Mường gửi gắm qua từng nhịp phách. Thank you.
Với sự gắn bó mật thiết của các điệu múa dân gian trong đời sống của đồng bào bản Mường nơi miền đất tổ, chúng ta mong rằng vẻ linh hoạt, nhịp nhàng trong điệu múa mới cùng sự mộc mạc, rắn giỏi của điệu đâm đuống, múa cổng chiêng sẽ mãi đậm nét như âm sắc nguồn cội sống mãi, làm phong phú, giàu đẹp hơn kho tàng văn hóa giàu truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc của nước nhà.